Chào mọi người, mình là Trung với kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Tiếp tục với cần câu hôm nay. Đây, 20 cái cần này. Đấy, bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng cái cần cho mọi người xem nhé. Đầu tiên là cái cần hai khúc này, chất liệu là phíp nha mọi người. Cái cần này hiệu gì thì giờ mắt tem rồi mình không rõ được. Và hình cây này thì đây, những cái fan này thì người ta đã cọc lại rồi đây. Còn màu sơn của nó, ngoại hình cây này khoảng cỡ 60% nha mọi người đây, 60% đây. Những cái fan của nó đây, người ta cọc lại rồi đây. Đây, mọi người, đọc đây, ok. Cây này dài 1m8, thu vào là 1m02, đường kính đột đỉnh của nó là 2,2 ly, cân nặng là 160g, 160g nha mọi người. Cây này cây số 1, giá tiền của nó 80, số 1, 80. Tiếp theo, số 2 là cái cần cũng hai đoạn này luôn, hai đoạn. Cần này cần Olympic, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của nó khoảng cỡ 80-85% trở lên nhé. Đấy. Cái này khá là đẹp, dạng fan còn ok, fan kim loại nha mọi người. Dạng fan kim loại còn ok này. Đấy. Bát trượt bằng nhựa. Đây. Cần này dài 1m8. 18, thu vào là 94cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 1,1 ly, cân nặng đó là 120g nha mọi người, 120g. Cây này cây số 2, 150.000, số 2, 150.000 nha mọi người. Tiếp theo là cây cần số 3. Số 3 là một cái cần đai hoa 3 khúc. Cần đai hoa 3 khúc nha mọi người. Cái cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của nó là rất, khá là đẹp tại vì nó ở trong bao luôn. Đấy, về nó ở trong bao luôn như thế này. Đấy. Ngoại hình cây này khoảng 85% trở lên nhé. Đấy. Đây. Những cái khoang độc của nó còn ok. Đấy. Bát này. Đó, bát vặn nha. Đây. Cây này dài 2m4. Thu vào ngắn nhất của nó là 85cm, đường kính đột đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 220g. Giá tiền của nó là 250.000. Số 3. Số 3. 250.000. Là 250.000 nha mọi người. Số 4 là một cây cần hai đoạn thế này. Đấy. Cái cần này thì chất liệu của nó là bằng nhựa tổng hợp nha mọi người. Đấy, nhựa đặc tổng hợp, rất là cứng. Đây. Dàn fan của nó bằng kim loại, fan kim loại còn đầy đủ. Có tất cả là năm cái fan tính luôn cả đầu bu nha mọi người. Còn bát nó bằng nhựa này. Ngoại hình cây này thì 85% trở lên. Đấy, 85% trở lên. Cây này khá là đẹp. Đây. Cây này dài 1m6, thu vào là 84cm, đường kính đọc đỉnh là 2,4 ly, còn cân nặng là 120g. Cái này cây số 4. Giá 150.000. Số 4 150.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 5. Số 5 cũng là một cái cần hai đoạn. Cần này thì chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu là phíp hay nhựa tổng hợp đây ta? Hình như là nhựa tổng hợp. Đây.
Dàn phan còn ok nha mọi người. Đấy, phan kim loại còn ok. Bát nhựa này, cái này cái lông đầy nó không quan trọng nha mọi người. Đấy, lông đầy nó có cái khuyết này. Đấy, còn ở đây. Đấy, đấy. À, cái cần này ngoại hình của nó 85-90% trở lên nha mọi người. Đây, cái này dài 1m6, thu vào 84cm. Đường kính của độc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 140g. Cái này cái số 5. Số 5. Cái này 150.000. 150.000 nha mọi người. Tiếp theo lại một cần hai đoạn nữa này. Cần này là một cái cần Daiwa hay là Olympic gì đó thôi, nhưng mà nó bị mắc tem rồi nha mọi người, mắc tem rồi. Đấy, cần này bát vặn bằng sắt này. Đấy, chỗ này nó vặn nó hơi cứng, về mọi người lấy kềm vặn ra xíu nhé. Đấy. Đấy, phan với đầu bu cầu nha mọi người, phan với đầu bu cầu này hơi lệch lệch, bẻ lại xíu thôi. Đấy, ok. Đấy, ngoại hình cây này thì khoảng cỡ 55% thôi, nước sơn. Đây, dài 1m5, thu vào là 76cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,2 ly, cân nặng là 160g. Cây này cây số 6, 80.000. Số 6, 80.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần số 7. Số 7 là một cái cần Kington, cần rút Kington nha mọi người. Đấy, cần rút Kington. Cái này chất liệu là phíp này. Ngoại hình của cây này thì 80% trở lên. Đây, dàn phan của nó. Đây, phan thì có một cái này nứt về dán lại thôi, ok nhé. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn tất cả mọi người. Nó có bốn đoạn. Đây, bát Fuji này, FX7 này. Đấy, đấy, cây này dài 3m7 nha mọi người, 3m6 nhưng mà đo ra là thành 3m7, đo ra thấy thực tế là nó 3m7. Đấy, đường kính độc đỉnh của nó là 1,05m. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,9 ly, còn thu vào là 1m05, cân nặng là 380g. Số 7, 220.000. Số 7 220.000 nha mọi người. Tiếp theo số 8 là một cây cần rút, chất liệu là phíp. Nhãn hiệu của nó thì nó có cái tên này, mọi người biết hiệu gì thì biết nha, còn mình chịu. Đây, ngoại hình của cây này 75-80% trở lên. Đấy, dàn phan của nó này, phan thì đấy, cũng khá nhiều cái nứt bể. Đấy, mọi người về thay luôn dàn phan đi, hoặc là về dán thêm keo vào là được, ok. Đấy, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn tất cả. Đấy, 6 đoạn. Bát này. Đây, bát thường nhé. Cái cần này dài 5m2, thu vào là 99cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 1,6 ly, cân nặng là 340g. Cái này cái số 8. 270.000. Số 8 270.000 nha mọi người. Tiếp theo là một cái cần số 9.
Đây, cần này cũng là cần rút, chất liệu là phíp nha mọi người. Này, hàng China xuất Nhật. Đây, cây này thì ngoại hình của nó 75% trở lên nha mọi người. Đây, dàn fan của nó thì hơi bị ố rỉ thế nào, vì mọi người đánh ra là nó sáng nhá. Đá thì còn nguyên, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, cái cần này có tất cả ba đoạn. Đây, rút ba đoạn nhé, 190.000 này, dài 2m1, thu vào là 1m, đường kính đột đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 200g. Đây là cây số số 9, 190.000, số 9, 190.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 10 là một cái cần đây, hiểu đây, cái cần này là cần rút, chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng cỡ 60-65% độ đây. Này, cái nước sơn thì nó hơi bẩn bẩn tí. Đấy, nhưng mà dàn fan thì ok, dàn fan Fuji luôn mọi người ơi, fan Fuji xịn luôn. Đấy, có một cái fan này là mắc đá thôi, còn lại là còn đá hết cho mọi người. Một cái fan này mắc đá thôi, còn lại còn đá hết. Đầu bu này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cái fan, mà trong đó có một cái fan mắc đá. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn tất cả nha mọi người. Fan này 4 đoạn. Bát Fuji FX6. Đấy, cần này cần số 10. Số 10 à, dài 3m6 này, thu vào là 1m01 này, đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly này, cân nặng là 210g. Cái này số 10 250.000, nên về mọi người lấy bát với cái dàn fan là dư tiền rồi, không cần tính nữa. Tiếp theo là một cây cần, cái hiệu gì đây? Đây, thấy có Made in Korea luôn. Đấy, rồi cần này là cần rút nha mọi người, chất liệu là phíp, ngoại hình của nó là 85% trở lên. Đấy, bát Fuji FX6 này. Đấy, dàn fan này đó, fan thì hai cái nứt bể đây. Đấy, cái này cũng nứt ba cái. Đấy, cái này mắc đá này, về thay luôn đi, không phải 1, 2, 3 đoạn tất cả nha mọi người, cả ba đoạn. Cái này cây số 11, cái này bán 100.000. 11, 100.000 nha mọi người. Cũng là một cây cần, chất liệu phíp, thể loại là cần rút nha. Ngoại hình của cây này thì khoảng 75% trở lên. Đấy, dàn fan của nó là fan kim loại thế này đây. Đấy, toàn bộ fan kim loại. Đấy, đọt khá là mảnh nhé, một đọt, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, bảy lóng tất cả nha mọi người, bảy lóng. Cái này dài 5m3, thu vào là 88cm, đường kính độc đỉnh là 0,85 ly, cân nặng là 260g. Đây, giá tiền của nó. Cái này cái số 12, 180.000, 180.000 nha mọi người. Ok,
cây cần số 13 là một cây cần rút tức là phíp. Đấy, ngoại hình cây cần này thì 85-90% trở lên nha mọi người. Đây, made in Korea, con này của thằng Uban này. Nhàng phang của nó thế này thôi. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Đó, ba đoạn tất cả nha mọi người. Cái này thì cái này dài 2m4 nha mọi người. Thu vào là 89cm. Dài 2m4, thu vào 89cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,2 ly. Cân nặng là 180g. Cái này cây số 13, 130.000. 13 130.000 nha mọi người. Cây cần số 14 là một cây cần rút hiệu Daiwa nha mọi người. Cây cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó 85% 90% trở lên nhé. Đây, nó bị gãy mất cái đầu bu đọt rồi. Đấy, nên sao nó sẽ mắc một hai cái khoang trung gian chỗ này, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, nó ba đoạn nha mọi người. Nó chỉ còn ba cái khoang này thì cũng bể vỡ thế này rồi, mọi người về thay luôn nhé. Máy của nó Fuji FS5. Này, cần này dài 2m4, thu vào 88cm, đường kính độc đỉnh là 0,8 ly. Cân nặng là 100g. 0,8 ly như thế này á thì thực ra là cái cần này nó chỉ bị gãy cái đầu bu ra thôi nha mọi người, chứ nó có cái đoạn gãy nó rất là ngắn thôi. Mọi người về thay đầu bu với lại mấy cái khoan vào nhé. Đây, cây như này có giá 80.000 thôi. Cây số 14. 80.000. Tiếp theo, số 15 là một cây cần rút. Rút này của hiệu gì đây? Korea. Cái này ngoại hình 70-75% trở lên nha mọi người. Cái dàn fan của nó này, fan kim loại, khỏi nói đâu. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn tất cả nhé. Ba đoạn tất cả. Bát nhựa. Đấy, nó hơi bị cạc cái chỗ này rồi mọi người. Đấy, nhìn cát cát xíu này. Đấy. Rồi, cái này dài 2m, thu vào là 77cm, đường kính độc đỉnh là 2,1 ly, cân nặng là 180g nha mọi người. Đây là cái số 15. 15. 160. Tiếp theo là cái số 16. Đây là một cây cần rút hiệu gì đây? Cây này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng cỡ 65-70% thôi, nó hơi bị này, xước xác cũ cũ tí. Dòng fan của nó fan kim loại. Nó có ba đoạn tất cả. Bát nhựa nhá, bát nhựa. Cái cần này dài 2m, thu vào là 78cm, đường kính độc đỉnh của nó là 1,5 ly, cân nặng 160g. Cây này cây số 16. 16. 100.000. Người chờ mình tí mình đếm lại mấy cần, không biết số có nhầm không mà thấy lại. 1 2 3. Đúng 16 cây rồi.
Tiếp theo cây số 17. Số 17 là một cây cần hiệu Ebisu. Cây này thì là cần tay trợ máy nha mọi người. Cần tay máy phụ đó. Này. Dàn khoan của nó còn ok luôn. Đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn tất cả nha mọi người. 5 đoạn. Cần tay máy phụ. Đấy. Bát Fuji. À, không phải Fuji nha mọi người, bát thường, bát thường. F5 thôi. Dài 39 này, thu vào 88 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 0.9 ly, cân nặng là 180 g. Cây này cây số 17, 250.000, 17 250.000 nha mọi người. Tám là một cây cần rút hiệu Kinh Tinh, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này thì 75-80% trở lên. Đây, dạng phan của nó đây. Đây, cái này mắc đá này, không có cái này nứt này. Đó. Ok, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, nó ba đoạn tất cả. Ba đoạn tất cả nha mọi người. Và cái đầu đuôi của nó bị mắc cái nắp su nha mọi người. Đầu đuôi của nó bị mắc cái nắp su. Mọi người về cắt su chế vào đây nhé. Cắt su chế vào đây. Cái này dài 2m7. Cái này bát Fuji FX máy đây. Bát Fuji FX6. Dài 2m7 này. Cần dài 2m7. Thu vào là 1m. Đường kính độc đỉnh của nó là 2.8 ly. Cân nặng là 180 g. Cây này cây số 18, 100.000, 100.000 nha mọi người, 100.000, 18, 100.000. Tiếp theo, cây số 19 là một cây cần rút, hiệu gì thì bắt tay em rồi, không biết. Cây này chất liệu là phíp nha mọi người, ngoại hình của nó khoảng cỡ 60-65% trở lên. Đấy. Hồ sơ nó hơi bọc bạc xước xước tí. Đấy, đồ vải mà. Đọt này. Ok. Đọt cũng khá là to và cứng cáp ấy. Màu. Này nó đọt này nó tục rồi mọi người về dán lại này. Đấy. Này nhỏ scale 502 là ok thôi mọi người. 1 2 3 đoạn, 4 đoạn tất cả nha mọi người, 4 đoạn tất cả. 4 đoạn tất cả nhưng mà cái đoạn, cái đốt nấu cuối cùng này nè. Hình như nó có bị nứt bể gì trong này, người ta quấn thêm rồi người ta giữ lại cho nó rút lên chỉ còn chừng này thôi nha mọi người. Đấy. Ok, mình thấy gì thì mình chỉ nái cho mọi người thôi. Tất nhiên với cái lỗi đó thì giá trị nó sẽ khác rồi. Cây này dài 3m2, thu vào 1m. Đường kính độc đỉnh của nó là 2.1 ly. Cân nặng của nó là, đường kính độc đỉnh là 2.2 ly chứ. Cân nặng là 160 g nha mọi người. 160 g. Cây này cây số 19. 19. Cây này giá 100 nha mọi người. 19 giá 100. Tiếp theo là cây số 20. 20 là một cây cần tay, không rõ hiệu gì nha mọi người. Đây, có bị tróc sơn này. Đấy, cần tay. Cần tay thể loại rút. Cái này ngoại hình thì khoảng 60-65% nha mọi người.
Ok, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn, bảy đoạn. Ủa, bảy đoạn rồi, để đếm lại. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu đoạn nha mọi người. Sáu. Sáu đoạn này cần là dài 39 này, thu vào là 88 cm. Đường kính của cái độc đỉnh của nó là 0.9 ly, cân nặng là 220 gram. Cái này cái số 20. Giá 80.000. 80.000 nha mọi người. Tiếp theo 21, tiếp tục là một cây cần tay. Cần tay. Cây này thì của thằng Daiwa nha mọi người. Cần tay Daiwa. Đọt của nó này. Đọt khá là mảnh nhé. Thằng này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó thì khoảng 85-90% trở lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 đoạn tất cả nha mọi người. 6 đoạn. Cần này dài 4.7, thu vào là 96 cm. Đường kính độc đỉnh là 0.9 ly, cân nặng là 240 gram. Đấy. Cây này cây số 21. 150.000. 21, 150.000 nha mọi người. 150. Đấy. Rồi, số 21 này là cũng là số cuối cùng trong video của mình ngày hôm nay. Mọi người mua hàng thì liên hệ giùm mình số điện thoại bán hàng đó là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Và mình cũng nói luôn là hàng đồ cao thì mình sẽ ship code. Đơn hàng giá trị từ 200 ngàn trở lên thì mình mới nhận ship nha mọi người. Và khi mọi người nhận hàng á thì mọi người phải mở hàng ra kiểm tra thật kỹ lưỡng xem có mình có gửi hàng có bị sai sót gì khác không, và xem có bị bể vỡ nứt gì không, báo ngay lúc đó để hoàn hàng về cho mình, hoặc là còn có thể thương lượng nha mọi người ngay tại lúc đó. Còn nếu như mọi người đã nhận mà không coi hàng á thì mình sẽ không giải quyết trách nhiệm. Sau khi mọi người mở ra bể vỡ như thế này kia, mình sẽ không, hoàn toàn không giải quyết nha mọi người. Mọi người bắt buộc phải mở lúc đó luôn để cho mình còn báo bên vận chuyển là người ta làm hư hỏng hàng hóa của mình như thế này thế kia, để người ta còn phát sinh chi phí bồi thường nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.